nhưng lại không thoát khỏi lý tình của nhân gian. Có từng yêu ta hay không? Một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải làm sao để giữ được trái tim của tri kỷ trong thế giới người và yêu lẫn lộn? Ly kỳ, đặc sắc. Hãy đón xem Họa Bì Một phiên bản truyền hình phát sóng vào lúc 21:45 từ ngày 21 tháng 12 trên kênh STTV Phim Tổng hợp.